Thưa quý vị, văn hóa tắm onsen là một trong những dấu ấn văn hóa đặc sắc của đất nước Nhật Bản. Onsen đọc theo âm Hán là ôn tuyền, ôn có nghĩa là ấm nóng, tuyền có nghĩa là suối, vậy nên onsen có nghĩa là suối nước nóng. Nhật Bản là một đất nước của núi lửa với rất nhiều trong số đó vẫn còn những suối nước nóng đang hoạt động, do đó cũng là nơi có rất nhiều những onsen và nó đã đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong việc thu hút khách du lịch trong và ngoài nước hàng năm. Với sản phẩm bình nước nóng gián tiếp ra mắt trong năm 2019, thì hãng Panasonic đã sử dụng công nghệ độc quyền của hãng này để đưa văn hóa onsen xứ sở Phù Tang đi khắp nơi thế giới. Xin chào ông, cảm ơn ông đã nhận lời mời phỏng vấn của đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Ông có thể cho biết là vì sao Panasonic lại lựa chọn Việt Nam là thị trường đầu tiên để ra mắt mẫu bình nước nóng không bảo trì này thưa ông? Việt Nam là một thị trường tiềm năng với dân số lớn. Bên cạnh đó, người tiêu dùng Việt luôn mong muốn làm phong phú thêm cuộc sống hàng ngày của mình. Họ ngày càng trở nên thông thái và có xu hướng lựa chọn sản phẩm dựa trên giá trị bên cạnh việc cân nhắc về giá. Việt Nam cũng là một thị trường trọng điểm quan trọng của Panasonic tại khu vực châu Á. Là thương hiệu điện tử tiêu dùng hàng đầu tại Việt Nam, thị phần về giá trị của Panasonic hiện chiếm 23,6% theo số liệu thống kê của GfK từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2019, lớn hơn 1,7 lần so với thương hiệu đứng số 2. Riêng ngành hàng máy nước nóng trực tiếp, hiện Panasonic đứng vị trí số 1 với 40% thị phần về giá trị theo số liệu GfK. Nhu cầu của thị trường về dòng sản phẩm bình nước nóng hiện nay đang rất lớn trong khu vực châu Á và chúng tôi mong muốn tạo ra những giá trị mới cho người tiêu dùng Việt Nam. Vì vậy, chúng tôi quyết định chọn Việt Nam là thị trường đầu tiên của Panasonic ở nước ngoài để ra mắt dòng sản phẩm bình nước nóng trực tiếp đầu tiên này. Ông có thể chia sẻ những đặc tính nổi bật của sản phẩm mới ra mắt ngày hôm nay được không? Với triết lý kinh doanh, đóng góp cho xã hội, không đổi suốt 100 năm qua, Panasonic luôn nỗ lực sáng tạo, đổi mới công nghệ, phát triển sản phẩm với chất lượng Nhật Bản đã được khẳng định. Để đáp ứng nhu cầu thị trường tại Việt Nam ngày càng tăng, đồng thời mong muốn đưa nét văn hóa onsen lâu đời của Nhật Bản làm phong phú thêm những trải nghiệm, nâng tầm sự tiện nghi và thoải mái cho các phòng tắm gia đình Việt. Bình nước nóng gián tiếp Panasonic mang tính cách mạng với các ưu điểm nổi bật. 1. Đảm bảo an toàn tối ưu, giảm nguy cơ rò rỉ điện với vỏ máy chống nước theo tiêu chuẩn IPS4. 2. Duy trì nhiệt độ ổn định và tiết kiệm năng lượng. Vậy thì văn hóa onsen của Nhật Bản thì có điều gì đặc biệt và nét văn hóa đặc sắc này đã được in dấu trong những sản phẩm mới của Panasonic như thế nào thưa ông? Onsen là văn hóa tắm nước nóng truyền thống lâu đời, nổi tiếng của Nhật Bản. Và đây là thói quen của nhiều người Nhật, mang lại những lợi ích về sức khỏe, giảm thiểu áp lực trong cuộc sống hàng ngày. Bản thân tôi cũng rất thích onsen. Mặt khác, để duy trì hoạt động của phòng tắm onsen suốt 365 ngày, các phòng tắm phải được chăm sóc và bảo dưỡng cẩn thận do có những điều kiện khắc nghiệt như độ ẩm cao, nhiệt độ cao lên đến 90 độ C, duy trì nước nóng để lắp đầy bồn tắm 200 lít. Do đó, bình nước nóng cần phải đảm bảo độ bền cao, khả năng chống nước, đặc biệt là hiệu suất vượt trội. Tại Nhật Bản, chúng tôi sử dụng thép không rỉ để đảm bảo khả năng quạt động của bình nước nóng suốt 4 mùa trong năm. Lần này, sản phẩm bình nước nóng mới của Panasonic được làm bằng thép không rỉ và được sản xuất dựa trên những bí kíp và kinh nghiệm tích lũy trong quá trình vận hành từ các nhà tắm onsen ở Nhật Bản. Vâng, xin cảm ơn ông.